Mình chào quý bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Hôm nay lại tiếp tục cắt tỉa cây sầu riêng này các bác chị. Đây là cây lớn trong vườn ở ngoài này, là cây cuối cùng đấy nhá. Còn một cây sầu xấu trong kia nữa. Nhưng em sẽ cắt cây này cho nó xong rồi. Còn ba cây ở trong vườn nhà thì vừa rồi cũng đã thu hoạch xong rồi các bác chị, cắt bán rồi. Thì em cắt xong cây này em sẽ về nhà em sẽ cắt cho các bác chị cùng xem cái cây hồi trước cho trái năm vừa rồi nhá, cho trái. Thì bây giờ em sẽ bước vào cắt tỉa cho bác chị cùng chạy giải trí và cùng cắt tỉa với em nhá. Đấy, cây này thì cành dần cần từ dưới lên trên được các bác chị. Có cành to, cành nhỏ, cành to, cành nhỏ. Cành to nhất thì bằng gần hai ngón chân cái. Còn hầu hết là cành nhỏ không các bác chị. Nên bây giờ phải bắt bỏ bớt đi một số lượng rất nhiều đấy để nuôi cho những cái cành nó mập mạp ra nhá các bác chị. Này thì dàn tán thì nó tương đối ok rồi, nhưng mà lại bốn bên của nó lại dính bốn cây tiêu nên là cũng khó xử, mà toàn những cây tiêu đẹp không. Và bây giờ em sẽ bước vào cắt tỉa cho các anh chị cùng xem nhé. Đây các anh chị, cành này, mấy cái bên dàn cành từ dưới này, đó toàn là cành nhỏ nhỏ không, mà nó giống bị nứt vỏ cây này các anh chị, đấy, chưa, nó bị nứt cây bên này thế này. Là nó chưa biết nguyên nhân vì sao nó lại lít vỏ cái đó. Đây này, đây là cái máy xịt thuốc sâu này, độ chế này. Ép hơi mà nó phình nó nắp lên đúng không chị, này, phình chữa luôn rồi. Mà bây giờ thì em đã chuyển sang dùng máy cho nó khỏe rồi, còn cái này thì bây giờ đưa về nhà thỉnh thoảng xịt xịt ba cây sau nhà nhé các bác chị. Bây giờ em sẽ bước vào cắt tỉa của bác chị cùng xem nhé. Bé mưa xuống mà mũi không, mũi nó đu theo nó o nó chị này. Đấy, cắt những cành tầm cành đồ trước đi nhá. Này, bỏ luôn. Này, cần đứng lên chơi này. Này, đọt này. Đứng. Ô, con muỗi này cứ đu theo nó cắn. Nó chờ mình là khơ hở phát là nó bụp liền quá chị. Này, đọt nó vươn ra dài này. Tạm thời mình cũng chặn đọt lại nhá. Đấy. Cái này nó nặng nó tì xuống thì bỏ luôn cho nó nâng cành lên. Đấy. Đọt này, chặn luôn. Gãy rồi. Này, không biết cái này không biết nguyên nhân sao mà nó bị nóc nấm này. Bị nấm hay bị gì nó tét vỏ luôn. Mà bộ cắt bỏ luôn quá chị. Cành này cũng nhỏ quá. Đấy, nhỏ quá thôi bỏ luôn đi. Đây, như thế này. Bỏ luôn nhá. Thì bây giờ nó nằm một tí này thì mà nó nứt rồi thôi, chấp nhận thương đau đi. Cành thấp này để nuôi cho nó. Ồ, chỉ mới đụng nó toát rồi, giòn cành, bấm này nó đi. Đấy, để cho chặn ra đây thằng này này. Tạm thời để ra. Sau đợt cắt cành này em sẽ tiến hành xịt rửa vườn cho nó được các bác chị. Tạm thời về rửa cho nó. Này, cành này vượt lên. Rửa cho nó sạch nấm, sạch đồ này nhé. Sạch nấm, sạch vi khuẩn các thứ. Rồi mình mới bắt đầu mới vào tiến hành vào chăm sóc được, chứ không có là chăm sóc tốn phân tốn thuốc. Này, cái này đấy, nó mắc vào cái tiêu mà nó ngã nghiêng ngã luôn nhá.
cắt bỏ bớt đi. Nó chạm vào cái tiêu mất rồi. Đấy, nó vươn nó thẳng lên trời luôn. Bỏ cái này luôn đi. Đấy. Cái này xả xuống dưới này. Này, cần lên trên này, cần này vượt lên này. Bỏ luôn. Bụi cắn thế. Đây, cần này anh vượt lên này. Đấy. Còn thoáng. Cái này nằm sát đất qua này quá chị. Sau này mà có trái là nấm. Nấm nó cũng sẽ bu theo cái cành này nó lên. Mà bây giờ thôi mình bỏ luôn nhá. Tại vì dàn cành cột trên cũng tương đối là đấy, cũng nhiều nên là thôi bỏ cái cành dưới đó đi. Đây. Cành của em cái cành này nó nhỏ nhưng mà nó tương đối cũng cành chia đều tán nhá. Đấy, tròn tán nhá. Đây là những cái chỗ này là những chỗ này có chị đó, chỗ này là cắt lần một này. Đây. Đấy, toàn là những cái dấu vết cắt lần một nó thẳng ngược lên trời, bắt đầu cắt lần ngược. Bây giờ lần hai là nó lại đi ngang nhá, đi ngang ra này. Mũi cắn nó xuyên qua áo luôn này. Một cành này. Rêu xanh xịt cái kia, bây giờ rêu xanh nó mọc luôn, rửa vườn rồi rửa luôn cả thúc nấm thúc đồ. Yếu cần yếu nha bác chị. Đấy, yếu luôn, đưa xuống cái cành dưới luôn. Như cái đoạn này nó vượt lên nó đâm này. Đó, nó mắc cái bụi tiêu, nó đâm bụi tiêu luôn. Bụi quá trời luôn. O phải dưỡng luôn. Này, chỗ này. Chỗ này bây giờ cần nó đâm xiện ra đây. Mấy con luôn. Chắc thật đó. Bù cắn rát lưng lưng quá chị. Này, cần này có rồi. Để đâm xịa sang cắt bỏ cái này đi. Đấy. Này. Tán. Bấm cho nó nâng cành lên nhé, nhẹ cành nó nâng lên. Vườn này. Vườn đọt này. Đàn sen này. Đàn sen nhau này. Đấy. Thử với xử lý những cái thằng dưới đó cho các chị. Sau đó mình mới leo lên trên xử tiếp. Cũng theo như quy trình các cây khác thôi. Em cũng cắt như y chang như thế. Em cắt cây này hôm nay có mấy hạt mưa nữa. Muỗi thi nhau đu, cắn má là cắn lưng. Này, cái này vẫn chơi này. Bỏ luôn. Đấy, chống tán ra luôn nhá. Cái này thì nó đi ngang thôi, tạm thời mình chặt cái đọt lại thôi.
để cho nó chậm lại. Đấy, phía trong phía dưới là nhìn cũng tương đối thông thoáng rồi đấy. Và bây giờ em sẽ leo lên phía trên và cắt tỉa phía trên nhé. Này, phía dưới thì bây giờ đang nhìn nó có ánh sáng vào rồi nha các anh chị. Trên thì nó cũng thưa rồi nhưng mà còn mấy cần vượt trên kia cao kìa. Và những cái cần nào cảm thấy nó không ấy thì bỏ bớt đi. Chuyển thang vào. Mày đứng sát lên trên được các bác chị. Cho sang bên này đi. Gậy cả đi. Lựa thế xong gậy. Cần dưới đâu không có cần đâu mà. Gậy nó lại uổng. Sát luôn. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành lên phía trên này, cắt tỉa phần trên nhá. Ôi da. Đấy, trên này thì là một nồi luôn. Đó, các bạn chị này, cái này bắt đầu đã bị xì mủ rồi, hiểu không? Đó, xung quanh cần này, ít bữa là em sẽ về. Lấy thuốc chỉ mủ về em cạo mà thít vào nên cho nó nhá, vẫn bị nhiều mấy nhiều cây bị xì mủ đó, xì mủ đã tán luôn. Nên nhiều khi mà cần của mình nó rậm rạp quá nó thiếu ánh sáng nó vẫn bị nấm xì mủ các kiểu nhá, nên là buộc phải cho vườn nó thông thoáng. Thông thoáng vườn đỡ nấm bệnh. Đấy, này. Toàn bị nấm cành này. Một cành nấm cành không. Ngược lên trời. Đọt thì đồng thời chặn lại nhá. Chặn bớt đọt lại đi. Cành này thì cũng không được mập nó các bạn chị, nó đều đều thôi chứ nó không được mập nó. Đây nhìn dưới này. Được chưa? Đây là những cành phía trên này. Đó. Nó tương đối thôi chứ không được mập lắm. Các bạn cành trồi lên này. Đó cái đọt này. Được chưa? Cái đọt bắt đầu là cắt ngay chỗ đó. Bây giờ lên tút trên phía trên luôn. Lại tiếp tục phải sự đọt nữa các bạn chị. Cái đoạn này thì đang thiếu là mình nắn cái tán thôi. Đó, để cái chồi này ra. Nó ra bên đó một cái. Nuôi tán nhé. Nếu thiếu thì tôi cứ nuôi. Sau này tiến tiếp. Nếu cảm thấy dư ta lại tiếp tục cắt vỏ. Tạo thế. Cái này này. Chọc vào cái tiêu luôn nên là nó không thể phát triển được. Giờ mình tham thì mình cứ để đấy, cần này vượt lên trời này, có cần kia là bỏ cần này đi. Được. Tí nữa chặn đọt cái cần kia lại chứ nó cao quá. Nói chung cây này thì hầu hết là chặn đọt là nhiều, còn dần cần thì nó cũng tương đối rồi các chị. Này, hôm trước em là cắt này, nó lên cao em chặn đây, bây giờ để là hai nhánh hai bên này. Đấy. Và đồng thời là nó đi ngang nhá. Này. Đó, nó đi ngang. Nên là mấy cây mà mình đã làm một lần rồi thì mình làm lại nó dễ quá anh chị. Nó đỡ mất thời gian với này. Định hình tán của mình.
chỉ có chỉnh sửa cần tăm cần đồ, cần lộm thộm thôi. Đấy. Đây, bỏ bớt cái này cho thoáng này. Đây, chạy ra hai đầu bỏ luôn. Đây, thoáng chưa? Đấy, chạy đi phát mấy phát cơ là cái chỗ này nó thoáng ra lên. Cần nó đã làm ngang rồi thì mình chạy. Đây, chỗ này này. Chỗ này lộn thộn luôn này. Thôi để cái đó đi. Đây, chỗ này là một lùi này. Cần là vượt lên trời. Đây, hai cái chạm này. Chạm này vượt thẳng lên. Đấy. Bên này nó có cái phụ ra rồi thì mình sẽ bấm ngay chỗ này đi quá chị. Để cho nó. Đây. Đây, rồi. Ồ, toát rồi. Bấm trên cao thế mà nó vẫn đi tóc xuống dưới được. Đấy, sáng, ánh sáng nó lọt vào rồi nhá. Đấy, bây giờ cắt cái gần đi với cái xuống này, thọ chống chơi luôn. Đấy. Cái này đến 2-3 cành luôn này. Làm cho này 2-3 cành luôn. Có nên cắt hay bỏ không anh chị? Quất này. Đấy, đây là một chùm luôn này. Bỏ luôn cần này đi. Đấy. Đập vào trong cái màn hình camera luôn. Đây. Đây, cắt cái này đi, còn lại chừa này. Nó đi ngang. Đây, cái này đứng lên. Bỏ luôn này. Đấy. Thế là được. Không tiếc. Bên này thì ok rồi, bên này thì cần này thì chặn đọt là được nhá. Đấy, chặn cái đọt bên ngoài là được. Tán thì ổn rồi. Đây như thế này. Đấy, chặn đọt rồi. Đã đi bằng rồi. Bên kia đây. Bên kia thì em chuyển thang sang bên đó mới sử được bên thang bên đó. Cái này bỏ này. Đấy. Cái nào không hay được thì phải chuyển thang nhá. Thì em sẽ tiến hành là leo lên, leo qua đây. Cần này nhỏ quá, đứng cũng khó này. Để cắt mấy cái đọt này đi. Chứ để đọt này bên kia. Bên kia cần bên kia nó cũng vượt vượt lên trời. Đấy. Chỉ có mấy cây này hình thức là chỉ có thấy được mấy cần vượt lên trời thôi. Đây. Cái cần nhỏ này cũng thế này. Cần nhỏ bên này cũng bắt đầu vượt đơn lên trời mà chặn đọt lại nhá. Cái bên kia thì cần to này. Nhưng mà cần này là lợi nhất. Như cái cây hôm qua em cắt thì cần to mập như mấy cái này là tút lên trời. Cây này có một cây à, một cành à. Còn hầu hết là nó đang nằm ngang hết nhá. Đấy, nằm ngang hết. Cành này thì cũng có hơi hơi lên này. Đấy, cũng chặn đọt luôn. Đấy, phải thả dép ra ngoài các bác chị. Cho này có mấy hạt mưa nó đạp cái bùn lên á. Bùn dép đó, bùn không. Nó sợ đạp lên đây rồi lại tha cái bầy nấm với đồ lên đây đấy. Mình đạp chày xước vỏ các bác này. Rồi nó tha cái bầy nấm lên, nó làm nấm thân trên này nữa. Nên là em đã bỏ cái dép xuống dưới. Đấy, các anh chị cùng quan sát nhé. Cắt tỉa trên đọt.
Đây, cột ngoài. Đây này. Cắn vượt nhiều. Đã sạch, sạch sẽ rồi nhá, thoáng mát rồi đấy. Bây giờ chỉ có lo mà phát triển đi. Đấy, vậy là sau khi đã cắt tỉa từ phía dưới có anh chị, đấy xả một bữa lá lên lên trên này. Bây giờ thì ánh sáng nó đã thoáng hơn rồi nhá. Đấy, cây này thì cũng tỉa tương đối là nó đã ok rồi. Tại vì trước kia là em đã tỉa sẵn nó một lần rồi. Và bây giờ thì điển hình nó lại những cái cành vượt. Mà cái đây cành vượt có mấy cây, cành ở phía trên kia vượt sơ sơ thôi. Còn lại là nó cũng đã vươn ngang hết rồi chị. Mình tuyển lựa lại và bỏ bớt những cành tăm, cần không cần thiết đi. Còn hầu hết thì nó đã ok nhá. Để mình sau xử lý thuốc nấm cho nó dễ, cho nó đỡ tốn thuốc này, đỡ cần chăn dinh dưỡng. Đấy, góc bên này, đây, đây là những thằng đọt này, những thằng đọt to phá này, đấy, đọt mộc này, thấy chưa? Quá mộc luôn. Đây, góc này mình nhìn lên này, góc này góc ban đầu vô cắt tỉa là em đã chia sẻ với anh chị này, đấy, ở trên mấy cái đọt bây giờ đã bấm phá bỏ hết rồi, chặn hết cái đọt kia lại rồi. Nhìn thì bây giờ tạm thời nó đang xấu xấu một xì thôi. Bên này thì nó lép mắc cái tiêu này, khoảng khoảng không nó bị thiếu cành nhá. Nhưng mà giờ cũng đành phải chấp nhận thôi. Tại vì mình trồng chung ăn hai thứ nên là cũng không thể mong muốn là cho nó đẹp trọn vẹn được. Nhưng mà cũng cố gắng hết sức để tạo cành tạo tán, chăm sóc cho nó để nó được sản lượng gọi là 70-80% là được rồi các anh chị. Tại vì 100% so với nếu không có mấy cái cây này thì được. Nhưng bây giờ có mấy cái này cần chăn thì mình ăn được những cái hạt tiêu như này. Đấy, như các bác chị nhìn này, những cái tiêu như thế này mà nó đẹp mà ấy này, mà bây giờ mà phá bỏ đi thì cực kỳ uổng luôn. Tại vì nó chứ cũng bao nhiêu lâu mới chăm được một cây tiêu này, những các bác chị, không đơn giản thế nào đâu. Là cũng tiếc lắm, không dám phá đâu. Nhưng cà phê cũng thế này, cà phê mấy cái cà phê này em cũng để chen vào để sao. Bây giờ tạm thời nó chưa ảnh hưởng đến mấy cái kia thì em để ăn để che cái độ cỏ mọc các anh chị. Nhiều khi để ngoài này mà không có mấy cái cà phê này thì cỏ nó mọc tốt quá là mình phát không mệt. Nên là thôi cứ để ăn nó sau nào mà đến đâu mà nó tán nó ra thì mình sẽ phá đến đó nhá. Tại vì mình cưa đi thì là xong. Còn cái tiêu này mới khó này, tiêu này lâu phục hồi lắm nên là không dám phá. Nên là cũng chia sẻ cho các anh chị, cây này là cây cuối cùng to ở ngoài vườn nhá. Em cắt xong cây này rồi sau em sẽ về cắt 3 cây trong vườn cho các anh chị cùng xem tiếp nhé. 3 cây đã có trái thu hoạch năm nay rồi, 3 cây ở nhà là một cây bình quân là được 3 triệu, hơn 3 triệu chứ đó, 3 triệu các anh chị. Tại vì cả vườn đây với ngoài kia, ngoài vườn đây được mấy cây trái, hai vài trái nữa là cũng được hơn triệu, với cả ngoài nhà nữa là được 11 triệu. Đấy, thì cũng có chút gọi là so với người ta. Bắt đầu sang năm tới đây em sẽ cố gắng chăm hết cỡ để coi nó được sản lượng như nào nhá. Rồi các bác anh chị cũng chờ đón xem coi cái thành quả lao động tâm huyết của em đối với cái vườn này nó sẽ đi về đâu và nó được bao nhiêu công sức đổ ra nhá. Nói như các bác anh chị khi cắt xong một tán này xong và dừng video thì đang còn phải đứng đây ngắm nghía, có khi trời tối mới về nhà các chị. Tại vì mình ngắm nghía coi cái chỗ nào đang còn thiếu sót chỉnh sửa này, rồi ngắm nghía cái thành quả cái mình cắt như thế nó đã ok chưa, đẹp chưa, và thế này thế kia chưa, bắt đầu là mới về được. Tại vì nó giống như một cái gì đó đam mê thích lắm các chị ơi. Mình ngồi mình nói chuyện với nó cho đến lúc mà mình tối mình về luôn. Thế mà nó mà không cho em cái thành quả lao động thì coi chừng nó em cưa gốc luôn. Tình đùa tí xí thôi. Thôi em cũng chia sẻ với anh chị cùng một đoạn cắt cành tạo tán nhé. Cũng xin phép kết thúc video tại đây nha các anh chị. Xin cảm ơn, xin chào. Hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nha.